chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm trong đất và trong không khí tăng cao nên nhiều diện tích hoa cúc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị các loại sâu dịch bệnh gây hại. Giải pháp mà nhà nông trồng hoa cúc cần triển khai trong giai đoạn hiện nay sẽ là nội dung trong phần cuối của chương trình. Trước hết mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ được cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Thưa bà con, ớt chuông hay còn được gọi là ớt Đà Lạt hay là ớt ngọt là cây họ cà được canh tác khá phổ biến tại những khu vực trồng rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhờ được canh tác với quy trình công nghệ cao nên cây ớt chuông ở Lâm Đồng đã mang lại thu nhập khá cao và ổn định. Bởi vậy mà thay vì sản xuất chế biến cà phê, ông Võ Văn Thịnh ở xã Nờ Thôn Hạ, huyện Đức Trọng đã chuyển sang trồng 1,6 hectare ớt chuông. Mỗi năm, mô hình này đã mang lại hàng tỷ đồng. Gia đình ông Võ Văn Thịnh vốn sống bằng nghề sản xuất, chế biến cà phê. Xét thấy hiệu quả kinh tế mà cây ớt chuông mang lại đảm bảo, nên ông cùng gia đình chuyển sang đầu tư trong 1,6 hectare ớt chuông. Với ông Thịnh, đây là loại cây trồng còn khá mới mẻ. Nên ngoài việc tìm hiểu nhu cầu thị trường, ông còn tham khảo ý kiến từ các chuyên gia và qua sách báo. Để phù hợp với điều kiện thực tế tại gia đình mình, ông đã xây dựng nhà kính với 4 phân khu, kèm với đó là hệ thống tưới khoa học ớt được trồng trong giá thể và phân bổ theo từng hàng. Nguồn giống cũng được nhập trực tiếp từ nước ngoài về. Với công nghệ được đầu tư đảm bảo như thế, việc chăm sóc cây trồng cũng dễ dàng và đạt hiệu quả hơn. Tưới nước, bón phân đều được thực hiện thông qua hệ thống điều khiển thông minh. Các chỉ số về độ pH, độ EC của giá thể luôn ổn định, đảm bảo các dưỡng chất bón cho cây trồng không bị dư thừa hay thiếu hụt. Với cách đầu tư như thế, cây ớt phát triển nhanh và cho thu hoạch đều đặn. Từ lúc xuống giống đến lúc thu hoạch ớt chuông là 3 tháng. Chế độ chăm sóc được đảm bảo, cây ớt cho thu hoạch liên tục 6 tháng. Năng suất trung bình 5 kg trái một đợt. Với 4 khu nhà kính công nghệ cao, mỗi tháng gia đình ông Thịnh thu hoạch từ 40 đến 50 tấn ớt. Giá bán dao động từ 38.000 đồng đến 40.000 đồng một ký. Chủ vườn có nguồn thu hàng tỷ đồng. Hiện nay, ông Thịnh đang từng bước chuyển sang áp dụng quy trình Global Gap để đảm bảo các tiêu chí của thị trường quốc tế. Còn đây là cây mắc ca, loại cây trồng phù hợp với địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đã đem lại hiệu quả kinh tế khả quan cho nhiều nông hộ. Cụ thể là tại huyện Đam Rông, những năm gần đây, nhiều nhà nông đã có nguồn thu đảm bảo nhờ chuyển sang trồng mắc ca. Hiện toàn huyện Đam Rông có khoảng 1.000 hectare mắc ca, tập trung chủ yếu ở hai xã là Đà Cờ Nang và Phi Liệt. Nhà nông Phan Văn Hội ở xã Đa Cà huyện Đam Rông trồng mắt ca sen trong vườn cà phê để làm cây che bóng, chắn gió và chống sói mòn. Với quy trình đầu tư chăm sóc đảm bảo, cây mắt ca sinh trưởng phát triển tốt, chất lượng trái vượt trội. Theo anh Hội, trồng mắt ca sen trong vườn cà phê hay trồng thuần đều mang lại nhiều lợi ích cho nông dân. Tuy nhiên muốn thành công thì bà con nông dân cần nắm rõ kỹ thuật từ tạo tán cho cây cho đến phòng trừ sâu bệnh. Mắc ca chủ yếu bị bỏ xít mũi nên nông dân cần phải thăm vườn thường xuyên và phòng trừ kịp thời để không ảnh hưởng đến chất lượng trái khi đến thời kỳ thu hoạch. Tuy đây là giống cây rừng nhưng để mắc ca cho năng suất và hiệu quả kinh tế thì cần phải đầu tư phân bón, đặc biệt là phân chuồng. Mắc ca ưa phân chuồng và NPK, đầu tư đúng thì cây sẽ khỏe, trái sai, hạt to và nhân giòn ngon. Ở gia đình mình, anh hội hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không dùng thuốc gì cỏ Hiện 4,5 hectare mắc ca của gia đình nhà nông Phan Văn Hội thu được từ 6 đến 7 tấn hạt, năng suất trung bình dao động từ 15 đến 20 kg một cây. Cùng với mắc ca thì cà phê cũng là loại cây công nghiệp dài ngày, có diện tích canh tác lớn và mang lại thu nhập chủ lực cho nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhất là tại các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc, vân vân. Những năm gần đây, tuy chất lượng cà phê tại nhiều nông hộ trong tỉnh đã được cải thiện hơn trước, nhưng hiện vẫn còn nhiều diện tích cà phê đã già cỗi, cần được đầu tư và cải tạo một cách khoa học. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 173.000 hecta cà phê, đổn định năng suất, nâng cao chất lượng cà phê nguyên liệu. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang khuyến khích nông dân tiếp tục tái canh, kép cải tạo những diện tích cà phê già cỗi, nhân rộng mô hình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường cảnh quan bền vững. Trong đó, ưu tiên sử dụng các giống cà phê vối ghép có năng suất chất lượng vượt trội và độ đồng đều cao. Là điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa trong canh tác, thu hoạch cà phê vối như TR4, TR9, TR11, TS5, Thiện Trường, Hữu Thiên, cà phê chè như a 1 TN1, TN2. Đặc biệt, tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, ưu tiên khôi phục và phát triển các giống cà phê chè đặc hữu chất lượng cao như Bourbon, Tipica, Caturia. Với những giải pháp đó, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025, diện tích cà phê toàn tỉnh ổn định khoảng 160.000 ha, năng suất đạt trên 3,5 tấn trên 1 ha. Trong đó có trên 70% diện tích sản xuất theo các quy trình tiêu chuẩn chất lượng, năng suất bình quân trên 3,6 tấn trên 1 ha. Cùng với việc nâng cao chất lượng cà phê, các giải pháp liên kết cũng được khuyến khích đẩy mạnh nhằm tạo đầu ra ổn định cho người nông dân. cũng liên quan đến các giải pháp đầu tư phát triển cà phê. Thưa bà con tỉnh Đắk Nông đang thực hiện chương trình tái canh cà phê trên diện tích lớn, trong đó nguồn giống chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành chương trình tái canh cà phê. Thực tế cho thấy nếu nguồn giống đảm bảo thì sẽ giúp cây cà phê phát triển tốt, ít sâu bệnh, chống chịu được với những thay đổi của thời tiết. Giống tốt cũng giúp diện tích cà phê cho năng suất cao, chất lượng vượt trội đến thời điểm này nông dân tỉnh đắk nông đã tái canh được trên 23.100 hectare cà phê phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ tái canh trên 16.700 hectare trong đó diện tích ghép cải tạo trên 4.300 hectare trồng mới trên 12.300 hectare để đạt mục tiêu nói trên ngành nông nghiệp tỉnh đắk nông đang tiếp tục phối hợp với các cấp các ngành trung ương và địa phương làm tốt việc khảo sát bình tuyển cây đầu dòng công nhận vườn cà phê đầu dòng để tạo nguồn giống chất lượng song song đó kiểm tra giám sát cây đầu dòng vườn đầu dòng để đảm bảo cho việc nhân giống cà phê cơ quan chuyên ngành củng cố khai thác có hiệu quả các vườn cà phê chất lượng tốt đủ điều kiện lấy trồi phục vụ nhu cầu tái canh cà phê của người dân khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh có tiềm lực đầu tư nghiên cứu chọn tạo sản xuất giống cà phê ngoài giống thì tỉnh đắk nông cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp về liên kết ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng thương hiệu xúc tiến thương mại bố trí nguồn vốn tạo cơ chế chính sách để sản xuất cà phê ổn định, bền vững hơn. Tạm gác lại những thông tin về sản xuất cà phê, mời bà con cùng về tỉnh Ninh Thuận tham khảo kinh nghiệm đầu tư phát triển cây xoài mang lại hiệu quả cao. Thưa bà con, 10 năm làm quen với cây xoài, nhà nông Phạm Thị Lợi ở xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận luôn cố gắng tìm hiểu quy trình đầu tư chăm sóc mới để ổn định năng suất và nâng cao chất lượng nông sản. Nhờ vậy mà đến nay, vườn xoài rộng 4 hecta với hàng trăm gốc xoài cát và xoài thái của chị Lợi sinh trưởng phát triển đảm bảo, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng. Chia sẻ về kỹ thuật canh tác mang lại hiệu quả, nhà nông Phạm Thị Lợi cho biết, để cây trồng sinh trưởng phát triển đảm bảo, gia đình chị thường xuyên thăm vườn, nhằm kịp thời phát hiện và phòng ngừa các loại sâu bệnh hại cây trồng. Chọn cỏ sạch sẽ, vùng gốc và xới đất thường xuyên định kỳ 3 tháng bón phân bổ sung dinh dưỡng cho cây. Xoài sau khi trồng được 3 năm đủ sức cho ra trái. Cây cần được tưới nước mỗi tuần một lần đến khi chuẩn bị ra hoa thì ngắt nước khoảng 3 tuần. Quy trình chăm sóc nếu cây xoài nào không đảm bảo tuyệt đối không cho ra trái. Về mặt dinh dưỡng, chơi lợi từ ủ phân hữu cơ để bón cho cây, sẽ phụ thuộc vào phân hóa học. Không chỉ tốt cho môi trường, cách làm này giúp gia đình nhà nông Phạm Thị Lợi tiết kiệm gần 40 triệu đồng chi phí mua phân bón hóa học mỗi năm. Vừa xoài năm nay để đảm bảo tính bền vững, những cây xoài 10 năm tuổi không cho đậu trái, nên thu nhập chỉ đạt khoảng 250 triệu đồng. Hy vọng vừa xoài năm sau, khi 400 gốc xoài đồng loạt cho trái, giá cả ổn định, chủ vườn có thể thu về khoảng 400 triệu đồng. Thưa bà con, như đã thông tin trong nhiều chương trình trước, giá phân bón những tháng gần đây tiếp tục ở mức cao. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến mức độ đầu tư ở nhiều nông hộ. Để có phần hạ giá phân bón trong nước, Bộ Tài chính dự kiến trình chính phủ quy định thống nhất thuế xuất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng này và không phân biệt theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản. Theo Bộ Tài chính hiện nay, mặt hàng phân bón có khung thuế xuất nhập khẩu từ 0% đến 40%. Trong đó, trường hợp áp dụng thuế xuất thuế xuất nhập khẩu là 0%, nếu sản phẩm đó có giá trị tài nguyên khoáng sản cộng chi phí năng lượng đạt dưới 51% giá thành sản phẩm. Còn đạt trên 51% giá thành thì thế suất là 5%. Liên quan đến đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan, Bộ sẽ nghiên cứu tổng hợp để trình chính phủ có phương án phù hợp. Được biết, trong thời điểm này, để ổn định sản xuất, thì ngành nông nghiệp các địa phương đã khuyến khích nông dân áp dụng các giải pháp đầu tư khoa học nhằm giảm đến mức thấp nhất tình trạng lãng phí phân bón mà vẫn tạo được những điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển, khuyến khích sử dụng phân hữu cơ tự ủ theo đúng quy trình để tạo độ bền cho đất và cho cây. Thưa bà con và các bạn, cúc là loại hoa ngắn ngày được trồng phổ biến tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Từ nhiều năm nay, sau Tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, nhiều nhà vườn tiếp tục đầu tư, chăm sóc cây trồng để cung ứng cho thị trường dịp 15, 30 âm lịch hàng tháng. Những ngày gần đây tại nhiều địa phương trong tỉnh thường xuyên có mưa chiều, độ ẩm trong đất và trong không khí tăng cao. Bởi vậy vấn đề mà nhà nông trồng hoa cúc cần quan tâm thời điểm này đó là tăng cường đầu tư, quản lý sâu dịch bệnh gây hại cây trồng. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện trồng khoảng 1.300 hecta hoa cúc để hạn chế tình trạng ối hàng dồi chợ, các nông hộ trồng cúc ở Lâm Đồng đã chia nhỏ diện tích sản xuất. Nhờ vậy mà gần như ngày nào bà con cũng có cúc để cung ứng cho thị trường cả nước. Cùng với kế hoạch canh tác khoa học, nông dân khu vực chuyên canh còn tăng cường ứng dụng quy trình canh tác khoa học vào sản xuất, chiếu là quy trình việt gáp nhằm nâng cao chất lượng ổn định năng suất từ 50.000 đến 55.000 cành cúc một sào. Tuy nhiên, do phần lớn những diện tích hoa cúc ở Lâm Đồng được bà con trồng chuyên canh, không luân canh với cây trồng khác họ. Cộng với đó là những tuần gần đây, nhiều khu vực trong tỉnh thường xuyên có mưa chiều, đoạn trong đất và trong không khí khá cao nên các loại sâu dịch bệnh trên cây hoa cúc diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong tuần qua, nhiều vườn hoa cúc trong tỉnh bị dòi đục lá, rỉ sắt, héo xanh, sọc thân. Tỷ lệ hại dao động từ 5 đến 21%. Quan trọng nhất là cái vấn đề anh diệt được cái côn trùng, cái bò trị từ lúc nhỏ cho tới lớn thì cái 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 mầm bệnh mà sọc thân nó rất là hiếm là vì nó nó mang từ cây này qua cây kia để thôi vì anh anh là thấy nó cái sập thân rồi thì anh phải nhổ bỏ cái đó ngay anh đem đi chỗ khác liền vâng. nói chung là khi mà nó lên cái là nó đen cái thân một bên và cái đọt nó tự nhiên nó vàng đi là lên trên nó bắt đầu cái cái đọt nó gụp lại nó có cái nụ nó cũng quẹo cái nụ luôn thỉnh thoảng mà giống anh bơm không kỳ, nó cũng bị từ chứ không phải anh trồng trên luống mà nó bị đâu nó bị trong giống luôn cúc là cây trồng cạn không chịu được ngập úng do đó đất trồng cúc phải cao ráo tơi xốp thoát nước tốt Bà con cần lên luống cao từ 20 đến 25 cm, rò rảnh 1,2 m, bề mặt luống bằng phẳng. Để tăng sức đề kháng và tăng khả năng chống chịu trước sự biến đổi thất thường của thời tiết, tùy vào tầng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây mà bà con có giải pháp bón phân phù hợp. Lưu ý là không bón phân vào buổi trưa nắng và sáng sớm vì cây còn ướt, dễ gây cháy lá. Sau khi bón xong, bà con nên tưới nước đẫm để cây có thể hấp thu phân bón. Rải phân bón bằng tay không để phân rời trên lá, trên ngọn, vì nếu tưới nước không kịp thời, vẫn có thể làm cây bị cháy lá và cháy ngọn. Thường xuyên thăm vườn nhằm kịp thời phát hiện các loại sâu dịch bệnh gây hại cây trồng, để có giải pháp xử lý kịp thời và khoa học. Tại Lâm Đồng, do cúc được cối phụ thường xuyên, không có thời gian cho đất nghỉ, nên bà con cần ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ, áp dụng giải pháp phòng trừ tổng hợp IPM mà ngành nông nghiệp khuyến cáo tăng cường đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền giúp cho bà con nông dân cũng như là cán bộ kỹ thuật hiểu rõ hơn về cái, cái quản lý dịch hại tổng hợp theo hướng IBM. Làm sao mà bà con nông dân thay đổi cái nhận thức cũng như là cái trách nhiệm trong cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nó phải theo cái hướng là càng giảm thiểu càng nhiều càng tốt và phải tăng cường ứng dụng các cái biện pháp kỹ thuật mới để mà chúng ta rồi các cái giải pháp của IBM như là biện pháp canh tác các cái biện pháp uh, uh, vật lý cơ giới bẫy bả để chúng ta giảm cái thuốc hóa học uh, trong sản xuất tránh cái việc mà quá lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái phát triển nông nghiệp bền vững. Hình độ ẩm trong đất và trong không khí còn cao, vì thế bà con nông dân trồng hoa cúc cần tăng cường áp dụng giải pháp phòng trừ tổng hợp tạo những điều kiện thuận lợi để cây trồng sinh trưởng và phát triển vượt qua những biến đổi của thời tiết là những giải pháp quan trọng giúp nông dân có những vườn cút đạt cả năng suất lẫn chất lượng. Những khuyến cáo về các giải pháp đầu tư chăm sóc cây hoa cúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay tại đây. Bà con và các bạn quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Còn bây giờ thì Xuân Long và Hải Yến xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn vào các chương trình sau.